Vâng, hello, chào tất cả mọi người nha. Và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan vụ việc của chị Kim Hà và tập đoàn Xà Lan. Nói với tất cả mọi người rằng cái vụ việc này nó không có chìm xuồng được đâu. Mọi người cứ yên tâm đi. Nếu mà giải thích được cái lý do, cái gì đã giữ chị Hà ở dưới sông 12 ngày, lúc đó vụ việc này nó mới kết thúc. Còn bây giờ cái bằng chứng nó vẫn có ở đây. Ngay bây giờ em sẽ cho mọi người xem một cái thông tin này. Mọi người thử nghĩ xem đi. Lúc mà chị Hà té xà lan chỉ có một mình anh Neo và chị Hà, thì tại sao Dượng 10 lại biết cái điều này? Đó, mọi người hãy nhìn đây. Hãy nhìn đây là Kim Linh nha. Bên mẹ té là bên nào? Bên cạnh bên này hả? Đó, mọi người thấy chưa? Em cho mọi người xem lại một cái tình huống. Có nghĩa là Dượng 10 á thì đứng chỉ bên cạnh bên này hả? Đó, té ngay đây này. Em hỏi tất cả mọi người chứ Dượng 10, Dượng 10 thì làm sao mà biết cái chỗ nào mà Dượng 10 đi chỉ hả mọi người? Đó, em hỏi tất cả mọi người là Dượng 10 thì biết cái chỗ nào mà chỉ. Nhưng mà em không hiểu mọi người ở đây là cái lý do vì sao mà Dượng 10 lại còn biết được cả cái chỗ mà chị Hà đã té xuống nữa mọi người. Đó, mọi người thấy đây nhá. Đó, đây là cái hình ảnh mà Dượng 10 đã cầm cái đèn pin và chỉ chỗ cho mọi người là nó té ngay đây này. Đó, đây chính là cái chỗ mà con Hà nó té này. Ủa thì em hỏi tất cả mọi người chứ, bây giờ nếu như cái vụ việc này mà biết cái chỗ chìm nó là chỗ nào, cái chỗ té là chỗ nào, thì chỉ một mình anh Neo của chúng ta biết thôi. Chứ cái ông Dượng 10 làm sao mà biết. Vậy thì em hỏi mọi người là Dượng 10 nói rằng là nó té ở chỗ này này, thì em hỏi mọi người là Dượng 10 đã biết cái chỗ chị Kim Hà té xuống luôn. Dượng 10 giỏi thật, đúng không? Vậy thì em hỏi mọi người là lấy cái lý do gì mà Dượng 10 lại đi chỉ cho anh em đi cúng ở chỗ đó, mà trong khi đó Dượng 10 lại không có mặt trên xà lan. Đó, quý vị nhớ không? Rồi cái tình tiết tiếp theo, đó chính là khi mà chị Kim Hà ở đây, anh em cũng nhận cuộc gọi từ Dượng 10, cũng nói rằng là nó nổi đúng chỗ chìm rồi, nó nổi ngay xà lan mình á. Em hỏi mọi người là nổi ngay xà lan mình, nổi ngay xà lan ai? Xà lan của anh em chứ xà lan của Dượng 10 đâu. Nhưng mà khi chị Hà mất đi thì cái xà lan đó đã là của mình rồi quý vị. Em hỏi tất cả mọi người là một cái câu nói của Dượng 10 mà em cảm thấy rằng là Dượng 10 biết rất rõ chị Kim Hà chìm ở đâu. Đó, em mới cho mọi người nghe lại một khúc này thôi ha. Một xíu thôi. Bên nào? Bên mẹ té là bên nào? Bên cạnh bên này hả? Đó, té ngay đây này, góc này này. Em hỏi mọi người, ủa sao Dượng 10 Dượng biết hay thật đấy mọi người. Dượng 10 Dượng còn biết là té ngay đây này. Đó, góc này này đấy chứ. Em hỏi tất cả mọi người là cái góc này là góc nào quý vị? Đó, thì Dượng 10 chỉ á, nằm ở đây này quý vị này. Nó té đây này, rồi là anh Neo nói là chị Hà là ngồi ở trên cái thành này. Đó, xong rồi là vắt chân xuống đây, anh Neo kéo vô đây ngồi, rồi nhảy xuống chỗ này. Nhưng mà cái chỗ mà chị Hà nhảy xuống này thì mất một cái lốp xe. Em hỏi tất cả mọi người là cái lý do nào ha? Cái lý do nào mà Dượng 10 biết cái chỗ này là cái chỗ chị Hà đã nhảy xuống và cái chỗ là chị Hà đã chìm? Và anh Neo này cũng không biết là ở đâu cái lý do gì mà đâu ra mà ông Dượng 10 ông lại biết hay thế chứ quý vị. Em hỏi mọi người chứ ông Dượng 10 ông ở đâu ông biết cái chỗ chìm, mà trong khi đó tất cả chúng ta đây là đều là không biết cái chỗ chìm nó nằm ở chỗ nào. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người là cái ông Dượng 10 này ông đã ở đâu khi chị Kim Hà nhảy xuống sông? Bởi vì Dượng 10 là cái người biết rất rõ, bởi vì thế không? Dượng cầm cái đèn pin Dượng chỉ nó té chỗ này này. Đó, em hỏi tất cả mọi người cái chỗ này là chỗ nào hả Dượng 10? Vậy thì Dượng 10 vừa cưa kết sắt, Dượng 10 lại biết là nó té ở cái góc này, thì Dượng 10 có mặt trên xà lan hay không? Quý vị thấy không? Bởi vì nếu như Dượng 10 không mặt trên xà lan thì làm sao Dượng 10 chỉ cái chỗ cho mọi người là nó té chỗ này, nó té cái góc này? Mà trong khi đó anh Neo nói rằng là chỉ có hai vợ chồng, không có ai cả. Đó, thì em mới thắc mắc ở đây là tại sao những cái việc làm của Dượng 10 á mà anh Neo lại không dám nói quý vị nhỉ? Mọi người thấy rằng là rõ ràng gì Năm nói là anh Neo cùng với Dượng 10 là cái người đã cưa két sắt. Nhưng mà khi mà anh em hỏi anh Neo thì anh Neo lại nói là có một mình à. Vẫn không chịu nói ra có ông Dượng 10 là ông giúp đỡ. Rồi đến cái ngày mà chị Kim Hà nổi lên thì cũng chính cái ông Dượng 10 đã gọi thông báo là nó nổi đúng chỗ chìm rồi. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người là trong cái vụ việc này ai là cái người biết chỗ chìm? Thì chúng ta sẽ liệt kê ra có 4-5 người. Đầu tiên là phải kể đến Dượng 10, bởi vì Dượng 10 là cái người cột dây xuồng, Dượng 10 là cái người thông báo cho ở đây là đúng chỗ chìm, và Dượng 10 cũng là cái người mà chỉ cho anh em cúng là nó té chỗ này, nó té trong góc này, nó nằm chỗ này. Đó,
Rồi tiếp theo em nói tất cả mọi người rằng là trong cái vụ việc của tập đoàn Xà Lan, chúng ta thấy rằng ấy là từ lúc chị Kim Hà mất đi ấy, chúng ta chưa tìm được cái nguyên nhân tại sao trên xà lan của anh Neo ấy, cái chỗ nhảy xuống là chỗ này đó, mà lại mất một cái đệm lốp xe. Quý vị có thấy lạ không? Đó, mọi người thấy không? Ở phía xa kia thì lốp xe đầy hết, mà đúng cái chỗ chị Hà nhảy xuống thì lại không có độ lốp xe. Đó, em hỏi mọi người là có phải sự trùng hợp không quý vị? Liệu rằng đây có phải là cái trường hợp gọi là trùng hợp ngẫu nhiên không quý vị? Em thì em nghĩ rằng là nó không thể nào gọi là mất một cái lốp xe ở cái vị trí này. Nếu như mất ở vị trí này thì anh sẽ mua về anh thay, bởi vì cái lốp xe này anh đâu có gì khó đâu quý vị. Nó ra mấy tiệm lốp cũ thì anh mua về, đâu phải lốp mới mà bỏ ra mấy triệu đâu. Đó, anh có thể làm được điều này nhưng mà anh lại không làm. Khi mà anh em đến đây cúng thì dượng mời lại chỉ là nó ngồi trong góc này, đó, nó té chỗ này. Mà trong khi đó dượng mời biết cái gì mà dượng mời chỉ? Nếu như mà dượng mời không biết thì sẽ không bao giờ dượng mời biết chỉ, đúng không? Bởi vì em nói tất cả mọi người là ngay cả dì mười cũng nói ha là không ăn không ngủ được suốt 12 ngày. Vậy thì em hỏi mọi người là dượng mười với dì mười đã biết cái thông tin gì? Bởi vì 3 ngày đầu tiên anh Neo đâu đi kiếm đâu. Vậy là lúc đó anh Neo đã chở dì mười cùng với dượng mười đi cùng nhau để bàn tính cái gì đó hay không? Đó, ai nói tất cả mọi người là bây giờ mọi người nhìn đi. Đây chính là cái chỗ mà chị Hà té cái hầy một cái. Cũng chính là cái nơi mà không có lốp xe. Cũng chính là cái nơi mà chị Hà đã nổi lên. Cái em nói tất cả mọi người là cái xà lan ấy. Đó, cái xà lan này này nó dài đến 40-50 mét. Mà em hỏi tất cả mọi người chứ chị Hà không biết cái lý do gì mà nghe theo anh Neo đó lại trôi qua xà lan 40 mét rồi. Nhưng mà khi nổi lên thì lại nổi lên ngay đuôi xà lan. Em nói mọi người là cái việc mà người ta không trôi đi á, nó đã là lạ rồi. Còn chị Hà lại còn trôi ngược lại nữa chứ, mới ghê chứ quý vị. Cái là người ta không trôi đã là lạ, anh Neo này, anh này nói rằng là chị Hà là trôi ngược dòng sông. Em hỏi tất cả mọi người chứ cái dòng sông Vàm Cống mà giữa dòng sông ấy, nước nó chảy mạnh như vậy á, mà sao lại không trôi? Đó, mọi người thấy cái hiện trường không? Em hỏi tất cả mọi người chứ tại sao những cái nơi khác nó đều có lốp xe, còn riêng cái chỗ chị Hà bị đưa xuống cái hầy một cái thì lại không có độn lốp xe. Có khi nào cái độn lốp xe này nó rơi xuống sông và tạo ra một cái tiếng hầy hay là không? Đó, đây mới là một cái thông tin mà chúng ta đang quan tâm nhất. Em thì em vẫn nghi rằng là sẽ có lốp xe và có cặp bình ắc quy. Bởi vì em nói tất cả mọi người là cặp bình ắc quy thì anh nói là anh đi mua về để thắp sáng. Trong cái lúc vợ anh chưa được tìm thấy, vợ anh vẫn còn đang nằm dưới sông, thì anh đã đi mua cặp bình mới để thay rồi. Mà trong khi đó anh đi kiếm chị Hà đâu? Cái thứ hai, đó chính là cái chỗ này này, không có lốp xe, không có độ lốp xe, không biết là nó đã mất một cách nào đó bí mật hay không. Và chúng ta cũng biết rằng là ở đây là cái dây xuồng mà cắt đứt đâu có gì đâu quý vị. Đó, em nói tất cả mọi người là đến ngày hôm nay, khi mà nhận được những cái thông tin, những cái bằng chứng ấy, em cũng nói tất cả mọi người, em rất là cảm thấy là hoang mang. Bởi vì gia đình chị Hà có nói rằng là đến bây giờ vẫn chưa có thông tin gì cả. Bởi vì gia đình bây giờ cũng đang gặp rất nhiều những cái khó khăn mà có thể nói rằng là rất khó để có thể làm sáng tỏ vụ việc này. Bởi vì điều kiện gia đình chị Hà là kinh tế là không có. Đó, em hỏi tất cả mọi người đây, anh Vũ ha, cùng với lại là anh Asin đi kiếm cái chỗ để chị Kim Hà nhảy xuống để cúng. Nhưng mà anh Neo chưa kịp nói thì Dượng Mười đã nói vanh vách. Nó nổi chỗ này, nó chìm chỗ này này, nó té chỗ này này, trong cái góc này này. Ủa thế hóa ra Dượng Mười chứng kiến à? Đúng không? Nếu Dượng Mười không chứng kiến làm sao Dượng Mười biết điều này? Em nói tất cả mọi người là nếu như mà nghe kể lại thì không ai dám chỉ ha, bởi vì chỉ có anh Neo chỉ thôi. Nhưng mà ở đây Dượng Mười lại thay anh Neo chỉ thì chứng tỏ Dượng Mười biết rất là rõ. Em hỏi tất cả mọi người, Dượng Mười biết rất là rõ, nhưng mà cái lý do nào Dượng Mười biết mà lại không để cho anh em đi kiếm chị Hà, mà cứ suốt ngày vạch ra cái chỗ này là báo mộng, chỗ kia là báo mộng, chỗ kia là gốc cây đè lên, chỗ nọ là cái bè không nuôi cá? Em hỏi mọi người nói như vậy làm cái gì? Nếu như không liên quan thì có cái gì mà mình phải sợ dữ vậy ta? Đó, nên là quý vị khán giả cứ yên tâm đi ha. Em nói mọi người rồi, cái vụ việc này nó cũng không thể nào chìm được. Bởi vì những cái bằng chứng mọi người nhìn đi, đó, cái chỗ này là cái chỗ chị Hà đã nhảy xuống, nhưng ăn Neo không nói gì, mà Dượng Mười lại đi nói chỗ này là nó, chỗ nó nhảy xuống này, cái góc này này, chỗ nó chìm này, và cái chỗ nó nổi lên luôn lên này đó. Nhưng mà khi ai đến đó cào thì tôi lại bảo là nó báo mộng, chứ tôi ngu gì cho để cho người ta kiếm nó thấy cái gì sao? Em hỏi tất cả mọi người như vậy. Nên là mọi người cứ yên tâm đi, em nói mọi người rồi, bây giờ chưa thể xác định được là ai đã đưa chị Kim Hà xuống cái hầy, nhưng có thể thấy rằng đây là một cái vụ việc rất phức tạp. Không phải chỉ riêng anh Neo biết chỗ chìm, mà ngay cả Dượng Mười cũng biết cái chỗ chìm luôn. Thì đây mới là một cái điều mà đặc biệt lạ đối với tất cả chúng ta. Đó, em nói tất cả mọi người rồi, cái ngày hôm qua hôm kia em nhận được cái thông tin là gia đình của chị Kim Hà thì hiện tại cũng đang rất là khó khăn, nhưng mà sẽ có cô bí ẩn giúp đỡ. Mọi người cứ yên tâm đi, em tin chắc rằng cái sự thật thì nó sẽ là sự thật. Còn cái việc mà em nói mọi người là giả dối
thì trước sau thì cũng sẽ phanh phui ra. Chứ em nói tất cả mọi người, cái lý do nào mà người ta thì nhảy sông người ta trôi đi hàng 10-20 cây, chị Hà thì không những không trôi mà là còn trôi ngược lại nữa. Thế em hỏi tất cả mọi người là nếu như cái người bình thường nhảy sông thì người ta trôi đi tùm lum hết rồi, lấy đâu ra mà nằm đúng chỗ chìm mà quý vị. Nhưng mà chị Hà là một cái trường hợp đặc biệt nhất từ trước đến nay, chưa có một vụ án nào mà cái người nhảy sông có thể nổi đúng chỗ chìm và phải sau tầm 4-5 ngày thôi em đã thấy lạ rồi. Đây 12 ngày không trôi, nhưng mà khi nổi lên một cái là trôi ngay. Đó, vậy thì chị Hà đã mắc phải cái gì? Mắc cái gì mà nó mắc theo phương thẳng đứng, nó giống chị Hà như cục sắt 200 kg vậy, nằm trên bề mặt là phải kéo một phát xuống đáy luôn, đúng không? Nên em nói tất cả mọi người, cái vụ việc này thì tất cả chúng ta đây đều rất là mong muốn có kết quả. Khi nào có kết quả thì chúng ta cảm thấy rằng gia đình không biết được yên lòng, và ngay cả bản thân chúng ta cũng đều mong muốn cái kết quả. Có nghĩa là cái nguyên nhân giải thích cho gia đình chị Hà là chị Hà ra đi vì lý do gì? Còn nếu nói ngạt nước là không phải, bởi vì lúc mổ ra đâu có nước trong họng, đâu có nước trong miệng đâu. Đấy là những lời anh Vũ nói, còn em đâu được chứng kiến đâu mà em nói. Đó, thì em hỏi tất cả mọi người, nó phải có cái điều gì đó bí mật, bởi vì là có thể họ chưa công bố hay có thể họ vẫn đang âm thầm để bắt cả mẹ thì sao, đúng không? Nên là có những cái chuyên án này mọi người nhé, là họ theo dõi tận 2-3 năm, có những cái chuyên án là theo 2-3 năm họ xong họ mới tóm. Thì em cũng tin rằng cái vụ việc nó nhiều người họ cũng phải theo dõi 1-2 năm để có thể xác định được ai là cái hung thủ đã đưa chị Hà xuống cái hầy. Em nói mọi người là người ta đã có cái gì đó là trước sau thì họ cũng tìm ra, không có đường nào thoát cái việc. Em nói mọi người 13 năm nằm dưới hố ga mà chỉ dựa vào một cái vít nứt của xương thôi là người ta đã bắt là hung thủ. Thì em không tin cái vụ việc của chị Kim Hà này là không có sáng tỏ, đúng không? Có thể là gia đình bây giờ họ đang như vậy, họ nói như vậy để cho chúng ta là bớt lo lắng, bớt bình luận, để có chức năng họ làm. Em cũng nghĩ vậy ha. Nên là quý vị khán giả yên tâm đi, em sẽ cập nhật đến khi nào mà mọi người không xem nữa thì thôi, còn em vẫn sẽ cập nhật gọi là gia đình như thế nào đó em sẽ chia sẻ ngay để gửi tất cả mọi người. Mọi người yên tâm ha. Chào tất cả mọi người.